Chiều ngày 19 tháng 2 năm 2022, sau hơn 9 tháng tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hơn 100 bé được phụ huynh cho về chùa Giác Ngộ để tham dự khóa tu búp sen từ bi. Đây là khóa tu hàng tuần tại chùa, được tổ chức vào mỗi chiều thứ Bảy. Hôm nay, các bạn nhỏ ngồi ngay ngắn trước ba ngôi tâm linh, cùng tăng đoàn tụng thời kinh Từ Tâm và Phước Đức. Hiểu được tâm lý trẻ con, một số bài kinh đã được phổ nhạc để hành giả dễ nhớ, dễ thuộc. Mỗi tuần đọc kinh sẽ giúp các bé ghi nhớ những lời dạy quý báu của Đức Phật. Mỗi tuần ngồi im trong chánh niệm lại giúp cho từng hoạt động, cử chỉ của con trẻ đều sẽ hành xử đúng mực, có nề nếp. Sau khi thực hiện các nghi thức tụng kinh, ngồi thiền, hành giả nhí được phân chia thành từng nhóm lớp dựa theo độ tuổi để học tập và sinh hoạt với bộ giáo trình đạo đức Phật giáo. Đặc biệt, trong khóa tu dành cho thiếu nhi dịp đầu năm, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã gác lại Phật sự, thiện sự còn đang dang dở để giao lưu cùng các bạn nhỏ. Trước khi được nhận lì xì từ Thượng tọa, các em lắng nghe thầy căn dặn một vài điều để trở thành con ngoan, trò giỏi trong học kỳ mới như khi đi học ở trường, phải đeo khẩu trang theo hướng dẫn của thầy cô giáo và tập trung, chú ý nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ để thuộc bài. Đồng thời, nhớ giữ thói quen đến chùa Giác Ngộ vào mỗi chiều thứ Bảy hàng tuần lúc 13:30 để cùng sinh hoạt, vui chơi và học tập với các bạn. Các con phải đeo khẩu trang ha, theo hướng dẫn của các thầy cô giáo, rồi tập trung chú ý nghe giảng bài, ghi chép bài thật là kỹ để chúng ta hầu như là đã thuộc bài, tối thiểu là đã nhớ bài khi mà mình học và kết thúc một buổi. Điều hai đó, các con hãy giữ thói quen tích cực là chiều thứ Bảy vào lúc 14 giờ đến chùa Giác Ngộ để sinh hoạt. Là thầy thành lập một nhóm đạo ca thiếu nhi, thì các con đây có nhiều đứa có năng khiếu ca, thì các thầy cô giáo đây đó sẽ tìm ra các bạn nào có năng khiếu để thành lập thành một cái nhóm để chúng ta có tham gia ca riêng. Rồi những cái chương trình chung cũng có nhóm Phật tử nhí cùng tham gia. Giải chơi lộ ba là các cháu từ 3 tuổi đến 6 tuổi cũng sẽ thành lập thành một nhóm. Hai nhóm này đó tập hợp lại thì trong các cái chương trình sinh hoạt của chùa đó các con sẽ có cơ hội tham gia đóng góp. Được biết, Bộ Giáo trình Đạo đức Phật giáo gồm 13 quyển dành cho độ tuổi từ thiếu nhi cho đến thanh niên đã được hoàn thành vào khoảng tháng 6 năm 2021. Do thời gian dịch bệnh kéo dài, bộ sách chưa được ra mắt chính thức. Dự kiến trong khoảng vài tuần tới, chùa Giác Ngộ sẽ tổ chức lễ ra mắt Bộ Giáo trình Đạo đức Phật giáo. Trong hơn 3 năm qua, khóa tu búp sen từ bi được chùa Giác Ngộ tổ chức nhằm mục đích đặt những viên gạch đầu tiên trên bước đường xây dựng đạo đức con người. Từ việc học Phật, các bé tiếp xúc với những điều hay, điều tốt, ví như việc vâng lời cha mẹ, ông bà, thầy cô, phụ giúp cha mẹ những công việc nhỏ, phù hợp với lứa tuổi, học cách chánh niệm trong những hành động cụ thể như vẽ, hát, múa, vân vân. Có thể nói, ngoài việc dạy về những bài học cụ thể, khóa tu còn tạo nên môi trường để bé giao lưu kết bạn, giúp tâm lý phát triển một cách tích cực, tránh tình trạng tiếp xúc điện thoại, internet quá nhiều. Sau khi đưa con đến chùa tham dự khóa tu búp sen từ bi, ban tổ chức đã nhận được những phản hồi tích cực từ các bậc phụ huynh. Đó là hài lòng và hạnh phúc khi thấy con mình phát triển tốt hơn qua từng ngày. Mình có tham khảo và cũng theo dõi trên Facebook của Thượng tọa Thích Nhật Từ. Sau khi mình biết được nhiều cái khóa tu, đặc biệt là có khóa tu búp sen từ bi này, và sau mùa dịch mình đã quyết định cho bé tham dự. Mình cũng là một người con Phật nên mình muốn bé tiếp cận, có một cái kênh để tiếp cận Phật pháp cũng như là những cái hoạt động Phật về mang tính giáo dục về đạo đức.
cũng như là nhân cách ngay từ nhỏ. Trước đây con đã có từng tham dự ở đây Book Center V rồi. Lâu rồi con không được vào Book Center V thì con thấy rất là nhớ các bạn và thầy cô. Đã lúc trước con đi chùa thì con thấy rất là vui ạ. Vì con được học pháp, con được vui chơi, con được quà.